Xin phép được trình bày một cái bài cập nhật về chẩn đoán và điều trị giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát. Thì em cũng nói sơ qua về cái khái niệm là giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát thì được xác định khi cái số lượng giảm tiểu cầu giảm đơn độc và cái số lượng tiểu cầu là dưới 100 ml và không có các nguyên nhân bệnh lý nào khác gây ra tình trạng giảm tiểu cầu. Thì cái tên gọi trước đây người ta hay gọi là cái ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn là idiopathic thrombopenic purpura hoặc là cái ban giảm tiểu cầu miễn dịch. Thế nhưng mà theo từ năm 2009 thì theo IWG thì người ta sẽ thống nhất cái tên bây giờ là sẽ là giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát, nhằm mục đích người ta nhấn mạnh cái giảm tiểu cầu này là do nguyên nhân nguyên phát chứ không phải thứ phát do nguyên nhân khác, và thứ hai là do cơ chế miễn dịch. Cái cơ chế bệnh sinh của xuất huyết giảm tiểu cầu này thì chủ yếu là người ta nói đến cái vai trò của tế bào B và tế bào T. Vai trò của tế bào B là người ta nó sẽ sản xuất các cái kháng thể, nó sẽ bám lên tiểu cầu và mẫu tiểu cầu trong tủy xương và gây phá hủy cái tiểu cầu. Còn tế bào T thì người ta hay nhấn mạnh đến cái vai trò của tế bào Treg, nó sẽ làm mất cái kiểm soát tế bào B và ngoài ra nó còn làm tăng cái hoạt hóa T độc của tế bào, nó cũng gây phá hủy tiểu cầu. Trên cái sơ đồ này thì mình có thể thấy nhìn rõ hơn là cái vai trò của tế bào B nó sẽ sản xuất đấy, kháng thể nó gắn lên cả tiểu cầu và mẫu tiểu cầu, và vai trò của tế bào Treg bình thường nó sẽ ức chế tế bào B, nhưng bây giờ nó giảm thiếu hụt thì sẽ không ức chế được và làm tế bào B nó tiếp tục sản xuất ra các cái kháng thể ạ. Về mặt chẩn đoán thì theo IWG năm 2009 người ta thống nhất là cái chẩn đoán là giảm tiểu cầu với số lượng giảm tiểu cầu đơn độc với cái số lượng tiểu cầu là dưới 100. Tại sao người ta đưa ra cái khuyến cáo con số là dưới 100 chứ không phải dưới 150? Là bởi vì theo rất là nhiều nghiên cứu thì người ta sẽ thấy rằng là cái con số tiểu cầu dao động từ 100 đến 150 thì chỉ người ta theo dõi trong vòng 10 năm thì chỉ có 6,9% bệnh nhân là nó sẽ tiến triển thành cái tiểu cầu dưới 100. Cái thứ hai là người ta lấy cái mốc là 100 là vì để cho cái những cái trường hợp mà giảm nhẹ tiểu cầu thai kỳ thì cái ngưỡng mà từ 100 đến 150 thì không đáng quá lo lắng về cái chuyện đó. Thứ hai là không có cái tình trạng nguyên nhân bệnh lý nào khác gây ra tình trạng giảm tiểu cầu. Có nghĩa là cho đến cái thời điểm hiện tại thì không có cái tiêu chuẩn vàng nào chẩn đoán cho cái giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát, mà chủ yếu là chẩn đoán loại trừ. Về cái xét nghiệm cận lâm sàng thì xét nghiệm về tế bào máu ngoại vi thì chủ yếu là thấy giảm tiểu cầu đơn độc. Cái thứ hai về tủy đồ thì đa phần là bình thường và cái mẫu tiểu cầu thì có thể bình thường hoặc là tăng. Tuy nhiên giai đoạn cuối thì có thể giảm nhẹ. Ngoài ra chúng ta luôn chú ý làm các cái xét nghiệm mà gây giảm tiểu cầu thứ phát, nhất là các bệnh lý về vi khuẩn, virus, nhưng nhất là vi khuẩn HP hoặc các virus như virus viêm gan B, C hoặc là CMV, EBV. Ngoài ra chúng nhất là trên nữ mà trung tuổi thì người ta cũng phải chú ý làm các cái loại trừ có cái bệnh về bệnh hệ thống, hoặc là ở nam giới thì chú ý xem là có tiền sử xơ gan hay nghiện rượu không ạ. Về chẩn đoán giai đoạn bệnh thì trước đây thì người ta hay chia ra cái mốc là 6 tháng để người ta chẩn đoán cái giai đoạn cấp và giai đoạn mạn, nhưng hiện nay thì người ta sẽ chia ra cái mốc là từ mới chẩn đoán 3 tháng và 12 tháng để người ta phân là cái giai đoạn là ITP mới chẩn đoán và ITP dai dẳng và ITP mạn tính. Về điều trị thì cái nguyên tắc điều trị thì chúng ta vẫn theo các cái hiệp hội của huyết học của Mỹ từ năm 2011 với cái nguyên tắc điều trị là cái giữ cái mức tiểu cầu an toàn với độc tính của thuốc nhất. Cái thứ hai là theo dõi tác dụng không mong muốn trong cái quá trình điều trị, nhất là thuốc của tác dụng phụ của corticoid. Thứ ba là điều trị cá thể hóa của từng trường hợp. Về chỉ định điều trị thì người ta sẽ chỉ định điều trị khi số lượng tiểu cầu dưới 30 và hoặc bệnh nhân không có triệu chứng xuất huyết, đặc biệt là ở những người có chỉ định phẫu thuật. Cái mục tiêu điều trị thì chúng ta mục tiêu là sẽ duy trì cái tiểu cầu trên 30 hoặc là cao hơn trong một số, nhất là một số trường hợp bệnh nhân cần có lối sống, ví dụ như hoạt động nhiều tăng nguy cơ chảy máu thì có thể duy trì cao hơn. Giữa cái chỉ định điều trị của cái ASH 2011 và 2019 thì về cơ bản nó cũng không có gì khác nhau nhiều. Nó chỉ có khác nhau một chút về cái chỉ định nhập viện. Thì đối với ASH 2019 thì người ta sẽ mở rộng hơn là người ta chỉ nhập viện với bệnh nhân có tiểu cầu dưới 20 đối với bệnh nhân ITP mới chẩn đoán. Còn cái trường hợp mà đã được cũ rồi, đã chẩn đoán mà không có triệu chứng xuất huyết thì người ta xem xét, người ta có thể điều trị ngoại trú. Đối với điều trị ASH, với điều trị hàng 1 thì người ta vẫn đầu tay, người ta vẫn là lựa chọn là cái corticoid, IVIG hoặc là cái anti-D. Với corticoid thì cũng có rất nhiều sự lựa chọn, người ta có thể dùng dexamethasone với cái liều 40mg trên ngày trong 4 ngày, người ta dùng 1 đến 4 chu kỳ, hoặc là dùng cái methylprednisolone liều cao 30mg trên cân nặng trong ngày trong 7 ngày, hoặc là prednisolone 1 đến 20mg.
kéo dài trong 2 đến 4 tuần, thì thuốc corticoid về cơ bản thì cái tỷ lệ đáp ứng rất là cao, từ 70 đến 90%, và cái thời gian cái duy trì được ổn định cũng tương đối dài. Còn về cái IVIG thì người ta chủ yếu là điều trị trong các cái trường hợp mà giảm tiểu cầu số rất là nặng và có tình trạng xuất huyết ồ ạt, thì người ta sẽ dùng IVIG. Thì có hai cách dùng, người ta có thể dùng là 0,4 gram trên kg trên ngày trong 5 ngày, hoặc là dùng 1 gram trên kg trên ngày trong 1 đến 2 ngày. Thì cái thuốc này có tác dụng thì làm cái tiểu cầu tăng lên rất nhanh, có thể tăng từ nhanh từ sau 24 giờ, thậm chí là hoặc là 1 đến 2 đến 4 ngày, thì cái tỷ lệ đáp ứng là cũng 80% bệnh nhân đáp ứng. Nhưng tuy nhiên cái tiểu cầu thì thường nó sẽ không bền và thường nó sẽ trở lại cái mức độ ban đầu, cái số lượng ban đầu sau 2 đến 4 tuần điều trị. Còn cái anti-D thì người ta chủ yếu chỉ định trong trường hợp mà bệnh nhân xuất huyết tiểu cầu có RHD. Tuy nhiên là cái thuốc này thì hiện tại bây giờ cũng không chỉ định nhiều. Cái liều mình có thể dùng 50 đến 75 mg trên kg cân nặng đường tĩnh mạch. Cái thuốc này nó cũng làm tăng tiểu cầu cũng tương đối nhanh, nhưng mà cũng đáp ứng, nhưng thường thì sau 3-4 tuần thì có cái thời gian duy trì đáp ứng cũng không dài. Còn đối với những cái bệnh nhân mà không đáp ứng hoặc là tái phát sau điều trị corticoid thì người ta sẽ chuyển sang điều trị hàng hai. Hàng hai thì người ta có thể lựa chọn các cái phương pháp như là cắt lách hoặc các nhóm thuốc đồng vận với cả thromboetin như Entropath hoặc Remi Prostim, Rituximab hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác. Cái chỉ định cắt lách thì người ta hay chỉ định cắt lách với khi thất bại với corticoid hoặc phụ thuộc corticoid hoặc ITP mạn tính dai dẳng trên 6 tháng, và tỷ lệ đáp ứng của cắt lách là tương đối cao, 80%. Tuy nhiên các cái chúng ta cũng luôn luôn phải lưu ý cái biến chứng của cắt lách là có thể gây nhiễm trùng huyết khối sau cắt lách. Thế nên là đối với những bệnh nhân mà cần chỉ định cắt lách thì chúng ta hay chỉ định tiêm dự phòng vaccine trước khi cắt lách. Cái kháng rituximab thì là cái kháng thể đơn dòng kháng CD30, thì có cái mục đích là loại bỏ tạm thời tế bào B. Thì theo hướng dẫn của ASH thì khuyến cáo dùng cái rituximab cho bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao và thất bại với phương pháp điều trị hàng một. Cái tỷ lệ đáp ứng là trên 62,5% bệnh nhân, nhưng mà tuy nhiên cái tỷ lệ duy trì đáp ứng sau 5 năm thì cũng khá là thấp, chỉ được 21% bệnh nhân ở người lớn. Còn về cái thuốc mới nhất là cái thrombopoietin, thì đây là một cái hormone glycoprotein do gan thận sản xuất, và nó có cái chức năng là điều hòa sinh sản và biệt hóa tiểu cầu trong tủy xương thông qua kích thích mẫu tiểu cầu biệt hóa và sản xuất tiểu cầu. Thrombopoietin thì mới được phát hiện năm 1994. Tại sao người ta lại nghĩ đến cái chuyện dùng thrombopoietin? Vì theo nghiên cứu thì thấy cái mức độ liên quan giữa thrombopoietin và số lượng tiểu cầu trong cái giảm tiểu cầu miễn dịch tiên phát là bình thường. Thì đối với người cái số lượng tiểu cầu bình thường thì cái nồng độ của cái thrombopoietin thì nó thường là thấp. Thế nhưng mà nếu bình thường cái số lượng tiểu cầu thấp thì theo cơ chế feedback thì đáng ra cái nồng độ thrombopoietin nó phải tăng lên. Nhưng đối với bệnh nhân mà ITP thì người ta nghiên cứu lại thấy rằng tiểu cầu thấp nhưng mà cái nồng độ thrombopoietin cũng rất là thấp, thì có những cái giả thuyết đưa ra rằng là cái tiểu cầu ở những bệnh nhân giảm tiểu cầu miễn dịch tiên phát này thì nó không được chết theo chương trình, nên nó không kích thích được cái chương trình cái quá trình feedback đó, mà nó thường là có thể chết non. Thế nên là làm cái nồng độ này nó rất là thấp. Vì thế mà người ta sẽ đưa ra cái thuốc để nhằm mục đích là kích hoạt vào cái vấn đề này. Thì cái thuốc mà hiện tại mình đang dùng là thuốc Entropath. Cái thuốc này nó có cái cơ chế là nó sẽ tác động vào cái receptor thrombopoietin ở trên màng tế bào, từ đó nó sẽ kích hoạt cái con đường rắc và con đường start và con đường map này, làm cái tăng cái tín hiệu dẫn truyền tín hiệu và làm tăng sản xuất tiểu cầu. Thuốc Entropath thì nó đã được FDA chỉ định điều trị cho ITP từ năm 2007, với cái liều khởi đầu là 25 mg trên ngày và liều duy trì là điều chỉnh để đạt được cái tiểu cầu trên 50 ml trên lít và không vượt quá 75 mg trên ngày. Cái tác dụng phụ của cái thuốc này thì nó cũng tương đối an toàn, nhưng tuy nhiên có thể gặp một số tác dụng phụ như là ví dụ hội chứng giả cúm hoặc nhức đầu hoặc là tăng chức năng gan. Cái hiệu quả của thuốc này thì đáp ứng khoảng 52% trên 6 tuần. Còn đối với cái ASH 2019 thì nó có khác một chút so với nó mở rộng hơn so với 2011 cho cái nhóm bệnh nhân mà ITP
dai dẳng và mãn tính thì đó là đối với cái trường hợp mà dai dẳng 3 đến 12 tháng thì người ta sẽ khuyến cáo cái lựa chọn thrombopoietin hoặc là rituximab, chứ người ta chưa đưa vào cái cắt lách. Và hai cái thuốc này thì cũng sẽ được lựa chọn tùy theo cái mong muốn của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân nếu mà muốn tác dụng không tránh cái tác dụng kéo dài của thuốc thì người ta sẽ lựa chọn rituximab. Còn bệnh nhân mà có muốn cái đáp ứng lâu dài ổn định thì người ta sử dụng thrombopoietin. Và đối với người ta sẽ thường đưa cái hàng hai là cái sử dụng cả cái cắt lách vào đây. Thì đối với bệnh nhân mà ITP mãn tính là trên 12 tháng, tức là thường trì hoãn cái việc cắt lách là sau 1 năm. Còn hiện tại của chúng ta thì vẫn trên cơ sở là dựa trên cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế được ban hành năm 2015. Thì về cơ bản thì nó cũng dựa theo các cái hướng dẫn của ASH 2011, nhưng tuy nhiên là có một số điểm mà người ta sẽ đưa ra để cân nhắc để phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đó là ở cái điều trị hàng hai ở theo ASH thì người ta sẽ chuyển luôn sang các cái thuốc Etoposide hoặc là rituximab, nhưng đối với hàng hai của mình thì hiện tại là cũng khuyến cáo khi mà không đáp ứng thì sẽ chuyển sang là corticoid, là kết hợp thêm ức chế miễn dịch, và sau đó thì không đáp ứng thì mới chuyển sang các cái phương pháp như cắt lách và rituximab hoặc Etoposide. Về các cái điều trị thường quy thì về cơ bản thì cũng giống với cái ASH. Chỉ xin lưu ý là khi mà điều trị thuốc ức chế miễn dịch thì cái việc mà để thời gian để đáp ứng đối với các thuốc ức chế miễn dịch khác thì nó tương đối lâu, có thể thậm chí là mất từ một vài tuần đến một vài tháng, và cái tỷ lệ đáp ứng thì nó cũng chưa cao và hiệu quả thì chưa chắc chắn, và kết hợp thêm là nhiều rất là nhiều các phản ứng phụ. Còn về cái đánh giá đáp ứng xuất huyết giảm tiểu cầu thì ta sẽ đánh giá theo cái mức độ đáp ứng hoàn toàn khi số lượng tiểu cầu trên 100 trong 2 lần xét nghiệm và cách nhau 7 ngày và khi không có triệu chứng xuất huyết, và đáp ứng khi số lượng tiểu cầu trên 30 và tăng gấp 2 lần giá trị tiểu cầu ban đầu trong 2 lần xét nghiệm cách nhau 7 ngày và không có triệu chứng xuất huyết, và không đáp ứng khi số lượng tiểu cầu dưới 30 gia trên lít và tăng ít hơn 2 lần tiểu cầu giá trị ban đầu trong 2 lần xét nghiệm cách nhau 7 ngày hoặc không có triệu chứng xuất huyết. Còn đây là cái đề xuất cái mức độ an toàn tiểu cầu trong các cái thủ thuật và xâm lấn, thì theo ví dụ như là ở đối với các cái phẫu thuật nhỏ thì người ta thường là yêu cầu các cái giá trị tiểu cầu thường là chỉ trên 50, và đại phẫu thì người ta thường yêu cầu trên 80. Đây trong sản khoa thì người ta cũng đã đưa ra các cái mốc, ví dụ như đẻ thường thì trên 50 và đẻ mổ thì là trên 80. Thế thì kết luận của cái bài này thì là cái việc điều trị của ITP thì phải lựa chọn là phù hợp cho từng cá thể bệnh nhân. Với cái điều trị ban đầu thì corticoid thì thường rất hiệu quả, và nhưng người ta cũng không khuyến cáo sử dụng lâu dài. Còn điều trị ITP dai dẳng và mãn tính thì tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh nhân và cái hiệu quả mình mong muốn. Ví dụ cắt lách thì hiệu quả duy trì được lâu dài, tuy nhiên là cũng phải chú ý đến cái nguy cơ nhiễm trùng và tắc mạch. Còn cái rituximab thì hiệu quả thấp hơn cắt lách, thời gian điều trị ngắn nhưng mà nguy cơ độc tính của thuốc. Còn cái thuốc đồng vận thrombopoietin thì hướng điều trị quan trọng nhất và giúp đạt được tỷ lệ đáp ứng cao và không gây các cái tác dụng phụ nhiều. Ngoài ra các thuốc chế miễn dịch khác thì chưa còn thiếu các cái bằng chứng về các cái đáp ứng và cái còn tương đối nhiều tác dụng phụ, thì tuy nhiên tùy từng điều kiện mà chúng ta có thể cân nhắc được phối hợp ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn thạc sĩ Phạm Liên Hương, một bài rất chắc anh chị nghe chắc cũng phải tham khảo dần dần. Tôi xin chốt lại mấy điểm, nhất là tiểu cầu dưới 30 chúng ta sẽ điều trị, tất nhiên trừ trường hợp mà xuất huyết nhiều, còn thông thường tiểu cầu trên 30 chúng ta theo dõi không điều trị. Tiểu cầu dưới 30 chúng ta điều trị hàng đầu bao giờ corticoid là dùng corticoid là prednisolone. Điều trị người ta khuyên rằng là nên dùng trong 6 tuần kể cả thời gian giảm liều, nên trong 6 tuần kéo dài, không nên ngắn quá, hoặc là dùng dexamethasone trong vòng 4 ngày. Đấy là cái hàng 1. Cái hàng 2 người ta có thể dùng một trong ba loại là cắt lách, rituximab hoặc là thuốc chủ vận với cả cái receptor của thrombopoietin. Thế thì tùy theo với những cái người không mong muốn bị phẫu thuật thì ta sẽ dùng rituximab hoặc là chất chủ vận với cả cái receptor của thrombopoietin. Và tất nhiên cũng như chị Hương nói là với những nhân nào muốn đáp ứng nhanh ta sẽ dùng rituximab. Và còn tuy nhiên cái chất chủ vận với cả cái receptor của thrombopoietin có rất nhiều cái ưu điểm. Hạn chế nhất của nó là nó có thể gây ra sơ tủy, ta dùng kéo dài. Vậy là rất nhiều người người ta cũng không mong muốn được dùng. Và thứ hai là nó rất là đắt. Thế còn trong bảo hiểm của chúng ta hiện tại bây giờ
thì người ta sẽ chi trả cho những cái người mà sử dụng chất chủ vận với cả cái receptor của thrombolytin nếu như mình cắt lách không hiệu quả, như vậy có thể sử dụng được. Thế còn rituximab thì hiện tại vẫn chưa được chi trả. Tuy nhiên khi mình điều trị suất giảm cầu miễn dịch thì mình sẽ theo cái hướng dẫn điều trị chứ không hẳn là chúng ta dự bảo hiểm chỉ là một cái thứ hạng bên ngoài mà thôi. Thứ hai, với bệnh nhân mà có thai, với người có thai, ta phân biệt rõ ràng là cái tiểu cầu này giảm do có thai hay là bệnh nhân đã là suất giảm cầu miễn dịch rồi. Thì thông thường với kinh nghiệm người ta tổng kết rồi, những bệnh nhân nào mà tiểu cầu mà giảm dưới 50 chắc chắn là do suất giảm cầu miễn dịch thôi chứ không thể do có thai được cả. Thế thì thông thường là, và những bệnh nhân có thai mà do thai nghén mà gây ra tiểu cầu giảm, thông thường tiểu cầu nó quanh 70, đấy là cái điều chúng ta nên lưu ý một chút. Và những này không phải điều trị gì cả. Tất nhiên có một số cái trường hợp khác giảm tiểu cầu trong có thai, ví dụ hội chứng heo rồi hút rồi cái TTP chúng ta sẽ nói sau, không phải chủ đề ngày hôm nay, lưu các anh chị một chút như thế thôi. Và nên nữa là như chị Hương nói rồi, thông thường để đẻ thường tiểu cầu trên 50 đẻ được rồi, còn khi phẫu thuật hoặc là khi hoặc là những đẻ thường người ta gây tê tủy sống ấy, tiểu cầu nó chung phải 80. Và vừa như thầy Khanh nói là trên 100 các thầy cũng rất cẩn thận thôi, thì cũng là nhất trí hoàn toàn. Nếu các bên sản cẩn thận như thế thì mình cũng quán đáp ứng được, nhưng mà thực chất là theo cái line của AS, tức là kiểu hay là của hiệp hội của Anh hay Mỹ thì đều thống nhất là 50 để đẻ thường và 80 là mổ đẻ hoặc là gây tê tủy sống. Và nếu như bệnh nhân suất giảm tiểu cầu miễn dịch mà có bị viêm gan B, chúng ta phải hoàn toàn điều trị theo phác đồ của bên lây chỉ định, nó rất dễ bị những cái vấn đề khác sau này.